Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về bút giam và cách nhận diện bút giam ở trên một thanh giam làm sao cho nó ok nhất và cách các bạn chọn một thanh giam. Video đang được quay chậm, vì vậy các bạn để ý. Thứ nhất, để nhận dạng ra bút giam, các bạn có thể nhìn ở trên thanh giam về các bạn thấy thông số. Bút giam có tác dụng gì? Bút giam là băng thông lưu lượng lưu truyền tải dữ liệu trong một giây. Vì vậy là bút giam càng cao thì tương đương với điều kiện là dữ liệu truyền tải trong một giây càng lớn. Vậy là hai thanh giam mà cùng dung lượng nhưng bút khác nhau thì thanh nào có bút giam cao hơn thì nó sẽ xử lý mượt mà hơn. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn thấy một thanh DDR3 2GB và có bớt một nó là 1600. Nếu cùng chạy cùng một cái main trên hai thanh giam này thì ở đây các bạn thấy một thanh nữa, đó là DDR3 có bớt là 133 thì thanh 1600 sẽ chạy mượt mà hơn. Tất nhiên là các bạn sẽ hơi khó phát hiện trừ khi các bạn dùng phần mềm. Ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy một thanh giam 4GB có bớt đó là 1600. Khi thợ đi mua thì thường là sẽ đi mua bớt 1600 bớt dung lượng cao nhất, nhưng các bạn để ý không phải lúc nào mua dung lượng cao cũng ok mà nó còn phụ thuộc vào CPU và main có hỗ trợ bớt đó hay không. Không thì nó lại, các bạn này lắp vào nó sẽ không chạy đâu ạ. Một số main các bạn sẽ không thấy cái giá trị bút được ghi trên thanh giam, ví dụ như là 1600, 1066, 800 thì chúng ta có thể lấy dữ kiện ví dụ như này, ở trên thanh giam ghi nó là PCI 6400 thì các bạn lấy cái số 6400 này chia cho 8 thì các bạn sẽ được bút của thanh giam này nó là 800. Vậy nếu các bạn không thấy nó ghi những cái số như là 1666, 2133 hay là 1066 hay là 800 hay là 667 hay là 533 mà nó ghi là 6400, 5300 thì các bạn lấy giá trị của số đó các bạn chia cho 8 thì sẽ ra giá trị của bút giam. Khi mua giam thì chúng ta để ý đến hai cái dữ kiện, đó là dung lượng thanh giam 2GB, 48GB và giá trị của bớt giam. Đó là 1600, 2133 hay là 1060 thì rất nhiều cái giá trị. Nếu CPU hỗ trợ bớt cao nhất thì lên mua bớt cao nhất, các bạn sẽ thấy nó mượt mà hơn rất nhiều. Nếu CPU và main không hỗ trợ bớt cao thì vui lòng mua theo giá trị hỗ trợ. Ví dụ như này, một main các bạn chỉ hỗ trợ đến bớt 800, các bạn mua 1066 hay 1133 hay là 1600 nó cũng không thể chạy, các bạn nấp RAM vào nó không chạy. Vì vậy là khi mua RAM bút cao thì càng tốt thật, nhưng main nó phải hỗ trợ và CPU phải hỗ trợ.